Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là hộp giảm tốc Cycloid, có trục ra là trục thẳng, kiểu chân đế. Sau đây sẽ là tem của hộp số, mã hàng là XWD6. Đây là phần trục ra, đây là phần chân đế. Đây là phần trục vào. Đường kính trục vào là 38mm, sẽ phù hợp lắp với motor 5,5kW hoặc 7,5kW. Thì loại XWD6 này lắp với motor 5,5 hoặc 7,5kW thì sẽ tương đương với mã là XWI6, loại 5,5kW và 7,5kW. Ngoài ra thì chúng tôi còn có loại mặt bích. Đây là loại mặt bích. Đây, mặt bích ra đây. Đây là trục ra. Và mặt bích này có mã là BLD6. Và khi lắp với motor 5,5kW hoặc 7,5kW sẽ tương đương với mã là BLI6, loại 5,5 hoặc 7,5kW.